Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Thăm lại di tích lịch sử Đình Kim Bảng nhân kỷ niệm 69 năm ngày Quảng Bình quật khởi. Huyện Tuyên Hóa quan tâm chỉ đạo công tác dân tộc. Chuyên mục những bông hoa đời thường với phóng sự Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng. Thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 2, ngày 19 tháng 5 năm 1949, tỉnh ủy Quảng Bình đã đẩy mạnh cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược của quân và dân trong tỉnh để đưa phong trào kháng chiến tiến lên. Cuối tháng 6 năm 1949, tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức họp bất thường, quyết định lấy ngày 15 tháng 7 năm 1949 làm ngày Quảng Bình quật khởi. Thắng lợi vang dội của cao trào Quảng Bình quật khởi đã tạo bước phát triển mới của quân và dân trong tỉnh, góp phần cùng cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược. Tinh thần Quảng Bình quật khởi đã được khơi dậy và tiếp tục phát huy trong những năm chống đế quốc Mỹ, và đặc biệt trong gần 30 năm tái lập tỉnh. Tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc cả chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn mà nghị quyết Đại hội Đảng các khóa đã đề ra. Kỷ niệm 69 năm ngày Quảng Bình quật khởi cũng là dịp để giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về truyền thống của quê hương Quảng Bình hai giỏi, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ xã Quy Hóa, huyện Minh Hóa vừa tổ chức lễ ra mắt phát hành cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Quy Hóa tập 1 giai đoạn 1930-2015. Cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Quy Hóa tập 1 giai đoạn 1930-2015 gồm 5 chương, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã qua các thời kỳ, phản ánh một cách đầy đủ và sinh động về chặng đường đấu tranh cách mạng hào hùng của quân và dân xã Quy Hóa, cũng như những thành tựu nổi bật của địa phương từ khi mới thành lập đến năm 2015. Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Quy Hóa là tài liệu quý giúp cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã, nhất là thế hệ trẻ tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân các dân tộc trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, cũng như những thành tựu đã đạt được trong thực hiện công cuộc đổi mới. Đây cũng là tiền đề để Đảng bộ và nhân dân xã Quy Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Bố Trạch vừa tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2018. Tại buổi lễ, gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 hội viên cựu thanh niên xung phong trên địa bàn huyện đã ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Trong những năm qua, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Bố Trạch đã tích cực động viên toàn thể cán bộ hội viên phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, không ngừng vươn lên khắc phục mọi khó khăn, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo, đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong sản xuất, lao động, kinh doanh, giúp nhau làm kinh tế giỏi. Thực hiện công tác vì nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện đã xây dựng 32 nhà tình nghĩa trị giá 2,4 tỷ đồng, tặng hàng trăm sổ tiết kiệm cho những gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, đã có trên 2.300 cán bộ hội viên được Trung ương Hội tặng huy hiệu thanh niên xung phong làm theo lời Bác. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 69 năm, tại Đình Kim Bảng, Đại hội lần thứ 2 Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã nêu khẩu hiệu hành động Miền Nam mạnh là Quảng Bình mạnh, rời chiến khu, thực hiện Hà Sơn và lấy ngày 15 tháng 7 năm 1949 làm ngày tổng phản công. Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Quảng Bình quật khởi 15 tháng 7 năm 1949, 15 tháng 7 năm 2018, mời quý vị và các bạn về thăm lại di tích lịch sử Đình Kim Bảng. Đình Kim Bảng và hang lèn cây quýt ở xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là những di tích gắn với sự kiện trọng đại trong lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Nơi đây đã diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 2. Kim Bảng nằm gọn trong một địa thế có ba mặt núi bao bọc. Vị trí này thuận lợi cho những hoạt động bí mật về chính trị cũng như quân sự.
Từ Kim Bảng theo các tuyến đường xuyên rừng có thể tỏa về ga Ngọc Lâm, ga Minh Lệ, ga Đồng Lê. Với vị trí có tính chiến lược như vậy nên Kim Bảng được chọn làm địa điểm tổ chức đại hội tỉnh Đảng bộ Quảng Bình lần thứ 2 vào ngày 19 tháng 5 năm 1949. 90 đại biểu thay mặt cho hơn 4.698 đảng viên của Đảng bộ Quảng Bình thời kỳ ấy đã về dự đại hội. Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ Quảng Bình lần thứ 2 là một sự kiện vô cùng quan trọng trong lịch sử Quảng Bình. Đại hội 2 nêu khẩu hiệu hành động: Miền Nam mạnh là Quảng Bình mạnh. Rời chiến khu, thực hiện Hà Sơn, bám dân, bám làng hoạt động. Cuối tháng 6 năm 1949, tỉnh ủy Quảng Bình họp bất thường, quyết định phát động tuần lễ, tích cực cầm cự chuẩn bị tổng phản công và lấy ngày 15 tháng 7 năm 1949 làm ngày Quảng Bình quật khởi. Hàng quyết của thuộc xã Hóa là thuộc liền một của làng Kim Bảng xem hoạt động chung. Đây có một sự kiện rất là quan trọng khi đại hội đảng bộ lần thứ 2 của tỉnh Bình Định năm 19 là ý định là đại hội tại đình làng Kim Bảng. Nhưng mà phương án 2 mà khi có sự cố xảy ra thì đại hội sẽ chuyển về cái hàng quyết này để tiến hành đại hội. Và sau đại hội là những năm kháng chiến chống Mỹ rất là ác liệt thì nơi đây là nơi trú ẩn của bà con nhân dân xã Hóa tại đình hàng quyết này. Đình Kim Bảng và hang lèn cây quýt luôn là niềm tự hào của người dân Kim Bảng nói riêng và người dân Minh Hóa nói chung. Kim Bảng, Minh Hóa hôm nay đã có nhiều đổi thay. Được sự giúp đỡ của các bộ ngành trung ương và tỉnh Quảng Bình, cán bộ nhân dân Minh Hóa đang nỗ lực để xây dựng quê hương Minh Hóa ngày càng giàu đẹp. Điện, đường, trường, trạm đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại nguồn thu nhập lớn cho các hộ gia đình. Công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Đặc biệt là đối với các gia đình chính sách và người nghèo. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi rộng khắp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, nơi được tỉnh Đảng bộ chọn tổ chức đại hội lần thứ 2 để ra nghị quyết Hà Sơn trong kháng chiến chống Pháp. Cán bộ đảng viên và nhân dân Minh Hóa với một mục tiêu là quyết tâm là thoát nghèo. Và để thực hiện mục tiêu đó thì trong thời gian vừa qua đảng bộ đã ban hành hai cái chương trình kinh tế trọng điểm, đó là phát triển kinh tế rừng và là phát triển chăn nuôi. Trong thời gian tới thì vẫn là tiếp tục thực hiện hai chương trình trọng điểm đó và đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển du lịch của tỉnh trên địa bàn huyện Minh Hóa. Và ba cái mũi nhọn đó thì sẽ là giúp cho là nhân dân Minh Hóa thoát nghèo một cách bền vững. Phát huy tinh thần truyền thống của đại hội 2 của Quảng Bình quật khởi, không sợ khó khăn đói nghèo, vươn lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Minh Hóa đang nỗ lực vươn mình xây dựng quê hương cách mạng ngày một phát triển. Đặc biệt, đường Hồ Chí Minh, đường 12A với trung tâm kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã mở ra hướng phát triển kinh tế giữa Minh Hóa với các tỉnh của nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan, tạo điều kiện thuận lợi để Minh Hóa đẩy mạnh phát triển du lịch, nhất là du lịch khám phá di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, các thắng cảnh rừng nhiệt đới, các di tích lịch sử như Đèo Mù Già, Cổng Trời, Cha Lo, Khe Ve, Kim Bảng. Có thể nói âm vang Kim Bảng là mốc son chói lọi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân Quảng Bình, đồng thời là động lực để thúc đẩy đảng bộ, chính quyền, quân và dân Minh Hóa xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Huyện Tuyên Hóa quan tâm chỉ đạo công tác dân tộc. Chuyên mục những bông hoa đầy thương với phóng sự cựu thanh niên trung phong nêu gương sáng. Xác định công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thời gian qua, huyện Tuyên Hóa đã quan tâm chỉ đạo công tác dân tộc với những việc làm cụ thể thiết thực. Huyện Tuyên Hóa hiện có 190 hộ dân với 714 khẩu là đồng bào Mã Liêng thuộc dân tộc Chứt, sinh sống ở hai xã Thanh Hóa và Lâm Hóa. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. 6 tháng đầu năm 2018, đồng bào dân tộc Mã Liêng đã gieo cấy gần 7 hectare lúa, năng suất đạt 35 tạ một hectare. Trong 7 hectare ngô,
năng suất đạt 27 tạ một hecta, 20 hecta lạc năng suất đạt 25 tạ một hecta. Hiện nay bà con ở đây đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ hè thu với tổng diện tích gần 19 hecta. Huyện cũng đã kịp thời hỗ trợ về giống, phân bón và phân công các ngành đoàn thể giúp đỡ cho bà con đồng bào sản xuất. Nhìn chung, đời sống của đồng bào Mã Liêng tương đối ổn định. Tuy nhiên, một trong những nhu cầu cấp thiết hiện nay là việc sửa chữa, làm mới nhà ở cho bà con đồng bào dân tộc. Theo thống kê, tại các bản đồng bào dân tộc của hai xã Thanh Hóa và Lâm Hóa, có 54 ngôi nhà đã hư hỏng xuống cấp và gần 20 hộ mới chưa có nhà kiên cố để ở. Kinh phí để sửa chữa và làm mới là tương đối lớn. Huyện Thanh Hóa đang chỉ đạo hai xã Lâm Hóa và Thanh Hóa lập danh sách và đề xuất phương án để hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở cho bà con. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thời gian qua, huyện Lệ Thủy đã tích cực chỉ đạo các địa phương mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả và tận dụng đất gò đồi để trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao. Đến nay, Lệ Thủy đã chuyển đổi 21,8 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác như khoai lang, dưa, rau. Tận dụng 23 ha đất gò đồi sang trồng dừa và cam chanh. Một số thôn hợp tác xã nông nghiệp ở các xã Cam Thủy, Thân Thủy, Phù Thủy, Trương Thủy, Mỹ Thủy đã thực hiện tổ công tác chuyển đổi cây trồng. Sau khi chuyển đổi, một số mô hình cho thấy hiệu quả kinh tế từ thực tiễn, đó là mô hình trồng rau sạch ở xã Cam Thủy, mô hình trồng khoai lang ở xã Thân Thủy, An Thủy. Để mở rộng diện tích chuyển đổi cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, huyện Lệ Thủy tiếp tục tập trung chỉ đạo các địa phương mạnh dạn thử nghiệm, tiến tới áp dụng đại trà các giống cây mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa bàn, xây dựng các mô hình chuyển đổi có giá trị kinh tế cao để nhân rộng. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ nông dân trong khâu chọn giống, triển khai lịch thời vụ hợp lý và áp dụng đúng quy trình sản xuất để tăng năng suất cây trồng trên diện tích chuyển đổi. Sáng nay ngày 15 tháng 7 tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Ban Quản lý Dự án Quản lý Thiên tai VKB5 tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Võ Ninh tổ chức diễn tập phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Tình huống giả định của buổi diễn tập là cơn bão số 8 với sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13 sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền tỉnh Quảng Bình. Do ảnh hưởng của bão kèm theo mưa lớn kết hợp với kế hoạch xả lũ hồ Rào Đá, An Mã, Cẩm Ly nên dự kiến địa bàn có nguy cơ ngập lụt trên diện rộng. Trong đó, Hỏi Trúc Ly và các hộ dân thôn Trúc Ly xã Võ Ninh phía hạ lưu có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Võ Ninh tổ chức cuộc họp khẩn chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật chất và triển khai phương án đối phó với bão lũ tại địa phương. Cuộc diễn tập được tiến hành qua 5 tình huống cụ thể gồm: họp khẩn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, trăng chống nhà cửa cứu nạn nhân bị đuối nước, sơ tán dân và họp khắc phục hậu quả sau bão lũ. Buổi diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng phòng ngừa ứng phó với bão lũ cho cán bộ và người dân trên địa bàn vùng hay ngập lụt như xã Võ Ninh, từ đó góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi bão lũ xảy ra. Sáng nay ngày 15 tháng 7, Ban Liên lạc Truyền thống Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức trao xe lăn cho các cựu chiến binh và tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con cháu cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn vừa lên trường học tập trên địa bàn tỉnh. Được sự quan tâm phối hợp của Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, thời gian qua, Ban Liên lạc Truyền thống Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tỉnh Quảng Bình đã khảo sát, tìm hiểu những hội viên cựu chiến binh, các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ. Theo đó, Ban Liên lạc đã trao 5 xe lăn cho các cựu chiến binh và 10 xuất quà, một xuất trị giá 500.000 đồng cho các cháu thiếu nhi là cháu của các cựu chiến binh vượt khó học giỏi. Đây là hoạt động mang tính nhân văn, nghĩa tình đồng đội, tạo nguồn động viên tinh thần quý giá để các cựu chiến binh, các cháu thiếu nhi vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống và học tập. Thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 và hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm qua ngày 14 tháng 7, Đoàn Thanh niên Việt Cầm Banh chi nhánh Quảng Bình đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Bà Ngô Thị Chít, chủ tại xã Sơn Trạch có hoàn cảnh khó khăn, là vợ liệt sĩ, hiện đang thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng. Nhằm sẻ chia và giúp đỡ gia đình bà có một ngôi nhà kiên cố, Đoàn Thanh niên Việt Cộng Banh Quảng Bình đã phát động đến tất cả đoàn viên thanh niên thực hiện quyên góp hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà. Sau 3 tháng khởi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Đây là hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên Việt Công Banh Quảng Bình nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần giúp đỡ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, Đoàn Thanh niên Việt Công Banh Quảng Bình cũng đã đến thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ Thảo Lộc, xã Cư Nẫm, huyện Bố Trạch. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, lực lượng thanh niên xung phong đã luôn phát huy tinh thần dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hòa bình lập lại, hàng vạn cựu thanh niên xung phong ngày ấy tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, nêu gương sáng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong chuyên mục Những bông hoa đời thường hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đôi nét về hoạt động của Hội cựu thanh niên xung phong phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới. Căn nhà cấp 4 nằm trong xóm nhỏ này là nơi sinh sống của vợ chồng ông Ngô Gia Vựng, hội viên Hội cựu thanh niên xung phong phường Bắc Lý. Sau chiến tranh, trở về với đời thường, cuộc sống của gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Ông bà có 10 người con, trong đó một người bị nhiễm chất độc da cam dioxin, hai người đã qua đời vì lâm bệnh nặng, 7 người còn lại đều là hộ nghèo. Thấu hiểu và chia sẻ về những khó khăn của gia đình ông Vựng, những năm qua, Hội cựu thanh niên xung phong phường Bắc Lý đã trích từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội hỗ trợ cho gia đình ông một số vật dụng cần thiết để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Món quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình đồng chí đồng đội của những người lính cụ Hồ một thời vào sinh ra tử. Hội viên đa phần là nghèo, cho nên hội là có xây dựng một cái quỹ nghĩa tình đồng đội để hàng năm vào các dịp Tết, lễ, ngày kỷ niệm truyền thống thì hội sẽ trợ cấp cho hội viên. Mặc dù với số tiền còn nhỏ, trong điều kiện là hội khó khăn, nhưng mà chúng tôi cũng là lấy cái số ít để mà động viên hội viên cố gắng vươn lên trong cái điều kiện hiện nay. Không chỉ quan tâm giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mà một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội cựu thanh niên xung phong phường Bắc Lý chủ trọng thực hiện đó là công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua các buổi giao lưu tọa đàm, nói chuyện truyền thống, các em thiếu niên nhi đồng và đoàn viên thanh niên được nghe những nhân chứng lịch sử kể về cuộc đời hoạt động cách mạng và tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó giúp các em có thêm động lực, nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tiếp nối truyền thống của thế hệ cựu thanh niên xung phong đi trước thì đoàn phường Bắc Lý luôn luôn tổ chức cho các em thăm những cái địa điểm địa chỉ đỏ, cũng như là thăm tặng quà cho các em học sinh, con cháu Hội cựu thanh niên xung phong, cũng như là gia đình Hội thanh niên xung phong, để nhằm giáo dục thế hệ trẻ truyền thống của là thế hệ cha ông đi trước. Hội cựu thanh niên xung phong của phường Bắc Lý đã chú trọng vào cái công tác giáo dục và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ với những cái mẫu chuyện rất là sinh động về những năm tháng ở chiến trường. Hội cựu thanh niên xung phong đã đưa thế hệ trẻ về với cái truyền thống đấu tranh anh dũng quật cường và sự hy sinh cao cả của cái thế hệ trẻ trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngoài ra thì hội còn có các hoạt động về nghĩa tình đồng đội. Trong những năm qua hội đã làm tốt thì công tác an sinh xã hội đã hỗ trợ giúp đỡ cho những hội viên đơn thân, hội viên là có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chăm lo những cái hội viên có gia đình có công với cách mạng, cũng như các cái phần mộ của các liệt sĩ, cái nghĩa trang liệt sĩ đã thăm lo và đóng góp một cái công sức rất là lớn cho cái việc đảm bảo cái an sinh xã hội trên địa bàn phường Bắc Lý. Cho đến bây giờ, tuy tuổi đã cao, sức khỏe cũng không còn được như trước, nhưng các hội viên cựu thanh niên xung phong phường Bắc Lý vẫn sống vui, sống khỏe, sống có ích, đoàn kết yêu thương và tương trợ lẫn nhau để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 15 ngày 16 tháng 7. Khu vực thị trấn Đồng Lê, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm 75 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm 74 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn,
Trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, độ ẩm 72 đến 97%. Khu vực thị trấn Phong Nha, trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm 75 đến 97%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão, trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, độ ẩm 72 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới, trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, độ ẩm 74 đến 96%. Khu vực thị trấn Quán Hào, trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, độ ẩm 74 đến 97%. Khu vực thị trấn Kiến Giang, trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, độ ẩm 74 đến 97%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, độ cao sóng dưới 1,5 m.